Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch sáng hôm nay và dao động quanh mức 1.865 đô la Mỹ trên một ounce nhờ dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Mỹ cho kết quả thấp hơn so với dự báo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay để cho quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Ở thời điểm này, nhìn vào màn hình, quý vị và các bạn cũng đã biết, hiện tại thì vàng thế giới tiếp tục tăng và tăng 2,80 đô la Mỹ trên một ounce, tương ứng mức tăng 0,15% và khép lại tuần giao dịch ở ngưỡng 1.864,21 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày, mức thấp nhất sẽ là 1.845,06 đô la Mỹ và mức cao nhất sẽ là 1.868,53 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng đó là chỉ số đồng đô la Mỹ cũng khép lại một tuần giao dịch ở mức cao. Hiện tại thì quay đầu giảm nhẹ 0,032 điểm, tương ứng mức giảm nhẹ 0,03%. Đóng cửa tuần giao dịch ở mức 95,122 điểm. Phạm vi giao dịch trong ngày mức thấp nhất là 94,997 điểm, mức cao nhất là 95,265 điểm. Bên cạnh đó, đối thủ với vàng đó là đồng tiền điện tử Bitcoin trong phiên sáng ngày hôm nay thì phục hồi trở lại nha quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì ở bản tin trước đó, chỉ số đồng tiền này giao dịch dưới ngưỡng 64.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Thì trong phiên sáng nay phục hồi trở lại trên ngưỡng 64.000 và hiện tại đang ở 64.158,25 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Giảm rất nhẹ là 0,16 đô la Mỹ. Phần tiếp theo bản tin sẽ là một số thông tin chi tiết của thị trường vàng trong nước. Ở thời điểm này là vào 9 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2021 quý vị và các bạn nhé. Thì hiện tại thì SJC Hồ Chí Minh cũng như là SJC Hà Nội tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Và lần lượt có các mức niêm yết như sau. Với SJC tại thành phố Hà Nội thì chiều mua vào là 60.050.000, bán ra là 60.770.000, tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại niêm yết ở mức 60.050.000 ở chiều mua vào và bán ra là 60.750.000 và cũng tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Với giá vàng tại các tổ chức lớn thì niêm yết như sau. Phú Quý SJC hiện tại niêm yết ở mức 60 triệu chiều mua vào và 60.730.000 tại chiều bán ra. Với Minh Hồng SJC hiện tại chiều mua vào được niêm yết là 59.900.000 và chiều bán ra niêm yết là 60.700.000, tăng 100.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào, còn tăng 300.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào ở mức 59.500.000, bán ra ở mức 60.600.000, tăng 100.000 đồng trên một cây ở chiều bán ra, còn đối với chiều mua vào không có sự thay đổi. Tiếp đến là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Với Nhẫn Phú Quý 24K hiện tại niêm yết như sau. Mua vào 52.650.000, bán ra 53.350.000. Nhẫn SJC 24K mua vào 52.650.000, bán ra 53.350.000, tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 52.140.000, bán ra 52.940.000, tăng 90.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 190 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Tiếp đến là một số loại vàng SJC 10K, 14K, 18K và 24K. Các loại vàng này tiếp tục tăng nhẹ nhé quý vị và các bạn. Hiện tại thì SJC 10K niêm yết ở mức mua vào 20.274.000, bán ra 22.274.000, tăng 21.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC 14K mua vào 29.081.000, bán ra 31.081.000, tăng 29.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC 18K mua vào là 37.941.000, bán ra 39.941.000, tăng 37.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Nhẫn 24K 0,5 chỉ mua vào 52.650.000, bán ra 53.450.000, tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Nhẫn 24K SJC loại 1 chỉ cho đến 5 chỉ mua vào 52.650.000, bán ra 53.350.000, cùng tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hôm nay để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo thêm, thì sau đây sẽ là một số phân tích của thị trường vàng thế giới ở điểm này. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới đã tăng trở lại ở cuối phiên ngày hôm qua, có nghĩa là ngày thứ 6 ngày 12 tháng 11.
sau khi đã rơi vào vùng tiêu cực trong suốt buổi sáng, được thúc đẩy bởi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Mỹ cho kết quả thấp hơn so với dự báo. Vàng đã giảm gần 1% vào đầu phiên vì áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh. Đồng đô la Mỹ mạnh khiến cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác, theo đó làm giảm đi sức hấp dẫn của kim loại quý. Đây là một phiên điều chỉnh khi mà các nhà giao dịch đang chốt lời sau một đợt tăng giá ấn tượng. Về mặt logic, nếu bạn thu lời từ đợt tăng giá tới 100 đô la Mỹ thì bạn khá ngốc. Đây là ý kiến của ông Philip Cherry, chiến lược gia thị trường tại Blue Line Future cho hay. Giá vàng thoát được áp lực từ đồng bạc xanh sau khi báo cáo sơ bộ tại Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ đã giảm từ 66,9 điểm từ mức 71,7 điểm của tháng 10. Trước đó thì các nhà kinh tế dự đoán chỉ số đạt khoảng 72,5 điểm. Đây là mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua và Đại học Michigan ghi nhận rằng 1/4 người tiêu dùng cho biết mức sống của họ bị suy giảm vì lạm phát, một nửa số hộ gia đình dự đoán thu nhập thực tế sẽ giảm trong năm tới, theo Adam Burton, chiến lược gia tiền tệ tại forexliver.com cho biết. Ông Burton lưu ý rằng đồng đô la Mỹ đã giảm ngay sau khi báo cáo được công bố. Với chỉ số đồng đô la Mỹ thì chúng tôi đã cung cấp ngay ở đầu bản tin, quý vị và các bạn vui lòng xem lại nhé. Thì dữ liệu cũng cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tiếp tục tăng cao hơn. Báo cáo cho biết rằng người tiêu dùng dự đoán lạm phát hàng năm sẽ lên đến 4,9%, tăng so với mức ước tính trước đó là 4,8%. Vàng cũng nhận được hỗ trợ từ sự suy yếu đi của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ. Việc giảm các biện pháp kích thích và nâng lãi suất có xu hướng kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao, đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này, đối với vàng SJC thì tăng nhẹ, nhưng đối với vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC thì lại tăng khá mạnh. Cụ thể như sau, đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 60.050.000, bán ra 60.750.000, cùng tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC Hà Nội mua vào 60.050.000, bán ra 60.770.000, tăng 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 60 triệu, bán ra 60.600.000. Doji Hà Nội mua vào 60 triệu, bán ra 60.700.000, tăng 100.000 đồng trên một cây ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. PNG Hồ Chí Minh mua vào 60 triệu, bán ra 60.700.000. PNG Hà Nội mua vào cũng 60 triệu, bán ra 60.700.000, nhưng giảm 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Phú Quý SJC mua vào 60.050.000, bán ra 60.800.000, điều chỉnh tăng 50.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 70.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu hiện tại không có sự điều chỉnh, niêm yết như sau, mua vào 60.010.000, bán ra 60.700.000. Mỹ Hồng mua vào 60.100.000, bán ra 60.600.000, tăng 300.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào, chiều bán ra tăng 200.000 đồng trên một cây. Tiếp đến là giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC tăng 84 cho đến 200.000 đồng trên mỗi cây. Cụ thể với nhân 4 số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 52.800.000, bán ra 53.500.000, tăng 200.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Vàng 4 số 9 mua vào 52.500.000, bán ra 53.200.000, cũng tăng 200.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 51.573.000, bán ra 52.673.000, tăng 198.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, những diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi chúng tôi cập nhật bản tin mới thì người đầu tiên nhận được sẽ là quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.